ngưng hôn hay là uống suốt đời? Uống gút máu, thường thường gút máu ổn định thì nghỉ. Chứ em nghĩ anh uống suốt đời luôn. Suốt đời rồi, bệnh này biết suốt đời. Bây giờ anh đang muốn sợ em nghe anh gãi sột sột sột. Nữa. Chứ mình không cắt ngón tay đi, mình gãi rồi nó. Mỗi lần bệnh sida là nó ngứa vậy đó anh. Không có. Nói một như hột tiêu tiêu đó, da thịt nó đang thui à. Dạ. Nó mục mục vậy đó hả? Mục như hột tiêu vậy đó. Nó xì ra luôn. Xì ra tanh gình luôn. Xì ra tanh gình luôn. Ôi ơi. Bệnh này tôi cũng giúp đa nhiều đó. Mấy người là dạ, người ta bị cũng bị bệnh giống anh đó hả? Dạ, xin thuốc. Xin to thuốc. Dạ. Còn mình có thuốc dư rồi thôi cho người ta đi. Dạ. Cho người ta cho tiền lại nữa mà không lấy. Thuốc đó là bác sĩ cấp hay gì anh? Bác sĩ cấp. Dạ. Thuốc đó ra đâu ra ngoài mua có. Dạ. Mà ở ngoài nó đâu cho bán. Chỉ có bác sĩ bên Mỹ về đây nó mới lấy thuốc về. Dạ. Không có chết. Một năm gửi rồi bác sĩ xe đét không có uống máu. Dạ. Tính bữa rồi có tiền nè, bay lên Sài Gòn coi lý do sao mà không uống máu. Dạ. Hết rồi đó. Hả? Chắc gần hết hay gì rồi đó. Nó nói bác sĩ ngoại nó nói Covid-19 không có điều trị bệnh này là thông thường. À, người ta đang điều trị Covid-19 đúng rồi. Bác sĩ của em là qua bên Covid-19 hết. Dạ. Mấy bà quét dọn cũng qua bên điều dưỡng đó, bưng cơm cho mấy người bệnh ăn. Dạ. Đem nước đồ uống. Dạ. Mà dính qua bệnh đó nó đâu có chích thuốc. Dạ. Bà chị trong Bình Linh kìa. Dạ. Ở một tháng trời nó không tiêm được mũi thuốc nữa. Dạ. Bác sĩ nói ba bệnh này là giống như là kéo dài cái thời gian của mình sống bao lâu vậy không anh? Chừng 80-90 tuổi. 80-90 tuổi, ơi giống như người bình thường rồi. Mình sinh hoạt bình thường thì cũng cái ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đủ là mình ăn uống có tiền ăn thoải mái. Dạ. Bởi vì em có tiền là mua tôm cho con ăn. Dạ. Yeah, mà em nghe nói là cái bệnh sida này nè, mà mỗi lần mà mình suy nghĩ nó suy sụp tinh thần á, là nó mau xuống sức lắm, đúng không? Đấy. Dạ. Anh Toàn mà. Dạ em chào chị Thu ạ. À. Ảnh bị bệnh sida chị. Sống bình thường. Anh cho em hỏi một xíu nha, tại cái chuyện này nó cũng hơi tế nhị nhưng mà cũng em cũng muốn biết á. Kiểu như mình bị bệnh này rồi mình phải chữa cái chế độ mà của vợ chồng anh mình cả gia đình luôn chị. Sinh hoạt này kia nọ đó, cũng như thế nào anh? Không có sinh hoạt. Không có sinh hoạt hả? Không ngủ chung. Sinh hoạt thì nấu cơm, vợ chồng nấu cơm ăn chung bình thường. Là từ ngày bệnh tới giờ là anh với chị không có gần nhau luôn hả? Không luôn. Dạ. Giỡn nó còn không cho nữa. Ý là tại vì vợ Kiều, không Kiều cho. Móc á. Nữ đang ngập tay. Dạ, ông Đặng về. Rồi chị thì chị mai Kiều à, em sẽ là em đang gần ở nhà. Cứ giỡn, giỡn chơi. Nhưng mà chị cho quan hệ là chị cũng chưa sớm. Đúng rồi. Anh lại nói xong là anh lại khóc. Nói xong là tủi thân. Buồn có khi tôi anh Kiệt qua đó khi ổng vô ổng nói tôi có khi ôm chai thuốc á. Dạ. Nói cái là tủi thân. Rồi anh đợi chị về ăn cơm luôn hay sao? Không mang sáng ăn nữa có mì rồi. Sáng anh ăn nửa có mì rồi hả? Chiều ăn luôn. Dạ. Nghĩ tội cho con bé nó không có bị lỡ một lúc nó ở chung rồi cái nó đứt tay rồi nó lại dính vô anh rồi này nọ đó. Mình có máu ra, nó lưu máu ra cọ với nhau mới dính. Dạ. Nói chung là nó chỉ lây qua đường máu thôi. Tại vì bác sĩ tỉnh có hội thảo mình chỉ cho mình gần. Dạ. Ta cũng căn dặn mình kỹ ha. Bác sĩ tỉnh mà. Yeah. Bác sĩ tỉnh là ông nói là bình thường, ông nói giờ hư giờ thảo luôn, ăn ngủ chung bình thường. Dạ. Yeah. Ta bệnh rồi mà sợ gì nữa. Dạ. Yeah. Hai người bệnh rồi không có sợ. Hai người bệnh thì em
không mà tôi kỹ lắm. Dạ. Thôi mình ráng kỹ cho thằng nhỏ mà không bị nha anh. Kỹ dữ lắm nha. Dạ. Ai nhỏ bị nữa rồi bây giờ tôi lên giết tôi luôn rồi. Rồi khóc nữa rồi. Chị rất là tội luôn cô chú. Cái người phụ nữ mà lay sida cho anh á thì cái người đó thì khi mà anh biết ra thì người đó cũng đã mà mất rồi hả? Mất rồi xong anh mới biết là mình đã bị. Rồi nhớ lại là rồi ở với nhỏ đó mới bị. Ta cũng giấu nữa. Ai giấu anh? Bà già nè. Bà già của cái người mà lai xì đe cho anh ấy ha. Ừ. Giấu. Giấu bà có đi đám ma đó đâu mà. Dạ. Mấy này anh cũng có chia sẻ là cái người phụ nữ đấy cũng nhiều người ngủ lắm hả? Nhiều người ngủ. Rồi vậy ở xung quanh đây thì cũng có nhiều người lai hay sao? Nó biết rồi, nó điều trị sớm. À, giống như anh là cái người đầu tiên quan hệ với chị là sẽ là cái người bị nặng nhất hả hay là sao ta? Nặng. Nó là nặng nhất, điều trị không trúng bác sĩ. Lên Sài Gòn 6 tháng, về nhà ăn từng lấy. Em cũng có nghe là cái người đầu hay là cái người cuối cùng gì đó mà quan hệ thì nó sẽ mà bị mấy đó nặng nhất. Mấy lần sau tôi nó ít. Nó ít. Tôi hứng hết rồi. Anh hứng hết rồi. Ừ. Anh có câu chuyện chỉ có anh đưa đó đó. Nói giờ đi về. Giờ đi về chỉ kể thôi. Có giờ mình đi vô á. Thôi mình ngồi đi. Chị có khoảng 2, 3 giờ. 3 giờ là 3 giờ chị về. 3 giờ là chị về hả anh ha? Chị chứ. Chị dễ thương lắm, chị nói chuyện hồi là chị khóc chị dễ thương lắm. Dạ thì khi mà nhưng mà kêu mẹ không để chị để cho chị làm, cho chị làm dạ, có tiền dùng chị mà... tiếng hai tiếng đồng hồ non đứa em nó đâu nói vậy coi không, chừng không. Mấy đứa nó cho nước uống rồi nó mới không về đó không để chị làm đi. Anh cưới chị về rồi bắt đầu là anh với chị có một cái người con đầu lòng là chị cái đứa trai này, đứa trai mặc áo đồ màu đen trắng này thì cũng không may thì cũng bị sida luôn. Sau đó thì mang thai tiếp một bé nữa, cũng bé trai nữa, 51. Nhưng mà bé này may mắn thì không có bị dính như cha với mẹ với anh mình. Trong đây là trong gia đình anh là có tổng cộng là 4 người, bị hết là 3 người, còn lại một bé là không bị. Đó. Vậy thì mỗi khi mà ở trong nhà mình sinh hoạt á thì mình sẽ mà cẩn thận là anh, tại vì có một bé là nó không bị á. Phải làm sao? Tại vì là do là người anh á thì em thấy là nó lỡ lét hết trơn rồi. Mà nó lay là lay vào cái đường máu ha. Ở em đâu cho chảy máu, mình gãi ra chảy máu chảy ra gồng gồng em lấy rượu sát vô cho nó khô. Mình không có cách nào mà để mình cách ly cái bí này ra hả anh? Rồi không được. Không gửi được. Nó không chịu ở. Bí nhỏ nó có biết là mình đang bị bệnh vậy không anh? Biết. Còn không biết luôn hả? Cũng cứu hàng ngày mà. Nhưng mà nó chỉ kiểu như nó biết là như thông thường thôi chứ đâu nó đâu có nghĩ là cái căn bệnh nó như này như vậy đúng không ạ? Vậy là hiện tại là bé này là vẫn uống thuốc điều độ hàng ngày giống như anh với chị. Là thử. Nó uống là thử hết. Có khi em lấy thuốc người lớn vô uống luôn, hết thuốc á. Tội quá ha, tại vì giờ còn quá nhỏ mà giờ bác sĩ bị si đe rồi. Bác sĩ chở nó thuốc người lớn cho nít, rồi nó điện về về trạm y tế, chở điện lên về huyện, huyện điện xuống chở. Chở rồi
nhưng mà thằng bé bị nhiễm này thì đi học hành thì sao anh nghỉ luôn hả? Dạ. Vẫn có học ha. Mà nó học không nên ăn, tôi nhìn rồi không nên ăn. Không nên thân cho nghỉ luôn. Chưa cho nghỉ. Để đeo cho nó học hết hôm nay. Khi mà Thủy vô đây thì vợ của anh Hùng cũng đi đánh cho người ta, cho nên là cũng chưa có về cô chú. Đó. Tháng thì bên nhà nước sẽ cho mình tiền mà mình bị bệnh đây hả anh? Là một người là bao nhiêu? 54, 3 người. Con trai 700 tư. Nhớ con người nào nữa đó, 700 tư. 5k đó nó cho tôi 1 triệu rưỡi mà nó không cho, nó cho 300 ngàn. Là chủ tịch tỉnh nói là nó phải cho.